Đi đi, đi dạ, đi. Dạ. Cẩn thận nghe không? Dạ. Anh Đăng Duy. Mày chụp chụp chụp. Làm cái nó chết đi. Đi. Thành Dân, em có sao không? Anh có sao không vậy? Trời ơi, sao hai ông không đánh cho con nhỏ đó gục luôn đi? Tôi đã dặn, đánh anh Đăng Duy nhẹ nhẹ thôi mà. Ai biết đâu, lúc đầu cô dặn là khi nào cô vô cô can á, tôi đánh cô, mà cuối cùng cô có ra đâu, để con nhỏ đó ra, tôi mới bỏ tôi chạy. Trời ơi, thiệt á, hư hết khổ nhục kế của tôi rồi. Nè, em ngồi đi. Mấy người đó có thù oán gì với anh mà đánh anh dữ vậy? Anh cũng không biết nữa. Mà nè, ghê quá. Sao em hành động như vậy? Nguy hiểm lắm. Có cần phải gọi công an không? Ờ, không cần đâu. Em còn đau ở đâu nữa không? Ôi à, đây hả? Đau. Mà anh phải cẩn thận chứ. Đi đêm đi hôm vậy sao mà về trễ dữ vậy? Lỡ mà anh có chuyện gì thì... Thì sao? Sao em không nói tiếp đi?